Đầu tiên xin cảm ơn các chiến binh dũng cảm nhất vì đã giúp mình có đủ sự mạnh mẽ để thực hiện nội dung này. Nếu các bạn muốn trở thành một trong những chiến binh, hãy nhấn nút tham gia bên dưới để trở thành hội viên của kênh. Hai chào bạn đã quay lại với channel mình, ok, quay lại với game Auto Chess Mobile nha, ok. Được. Giống như bữa hổm mình nói rồi, ba hiệp đầu quan trọng lắm nha bạn. Rất nhiều lần rồi. Cứ vô thấy giới hạn truyền thuyết như vậy thì ba hiệp quái đầu, nếu mà bạn đi được ba goblin á thì nuôi hy vọng, gọi là nuôi hy vọng thôi chứ không phải là chắc chắn chơi được nha. Không có ai dám nói mà chắc chắn chơi được một cái bộ nào trong cái game này các bạn. Mình nói thẳng với bạn luôn, trừ khi nó phải đến tới 90% rồi thì mới dám nói thôi. Chứ còn ngay cả 80% cũng không dám nói là đi được nữa. Tại vì nó thiếu những cái con bài quan trọng một cái là thôi là gãy. Gãy liền luôn, ngay lập tức luôn đó. Còn bây giờ goblin á có giới hạn truyền thuyết là cái thứ nhất là điều kiện cần, bắt buộc phải có điều kiện cần nha bạn. Xong rồi điều kiện đủ là sao, là phải có 5 tiền. Còn nếu mà gọi là hướng nghiệp á, thì tốt nhất là giai đoạn đầu á, chúng ta sẽ có goblin 2 sao, còn không á, thì 3 goblin 2 sao, 3 goblin xong rồi có goblin 2 sao là tuyệt vời. Có mech sớm thì tốt, có mèo, nhưng mà mèo thì bây giờ nó không phải là một vấn đề quan trọng nữa. Mèo bây giờ nó phải có tới 2 con thì nó rườm rà hơn rất là nhiều, giờ phải tốn tới 2 slot lận. Cho nên thật sự là mèo bây giờ nó không còn ngon như mèo hồi trước nữa. Mèo hồi trước bây giờ bạn để bạn hồi đó bạn để 1 con vô thôi là nó đã kích mét rồi và nó đã có bộ si vét rồi, và nó sẽ có những cái con mà chỉ cần đưa cặp vô thôi là nó đã thành 3 con rồi. Lúc đó mèo nó tuyệt vời hơn con mèo bây giờ gấp 3 gấp 4 lần. Con mèo bây giờ thì nó phải cần tới 2 slot lận. 2 slot là một cả một level, cho nên là thật sự là cũng khó kiếm được cái slot mà để con mèo nó vô. Chấp nhận là đi theo kiểu cái dạng là 2 mèo thì chúng ta phải bỏ đi một số con á. Cho nên là thôi cũng cẩn thận, mèo bây giờ nó chưa đến, nó không có khỏe tới mức đó đâu bạn. Trừ khi là bạn có 2 mèo từ sớm, 2 mèo từ sớm build 2 mèo luôn, xong rồi build cặp cho mình không đi gì hết, đi cứ build đôi vô thì ăn. Chứ còn mà mèo mà bây giờ bạn không có mèo sớm thì con mèo nó không ăn tiền. Không ăn tiền. Dù bạn bây giờ bạn có tới hiệp 15 bạn cầm 2 con mèo 1. Hiệp 15 bạn cầm 2 con mèo 1 thì được gì đâu bạn. Mà hiệp 15 cầm 2 con mèo 1 thì đâu ăn thua. Không, ít ra thí dụ hiệp 6, hiệp 7, hiệp 8 cầm 2 con mèo 1 thì còn được. Chứ hiệp 15 bạn bắt đầu để 2 con mèo 1 vô thì nó không có vấn đề, không thay đổi vấn đề. Mày hiểu không? Cho nên là mình nói chung là đi goblin bây giờ nó không phải là goblin hồi trước là sao. Hồi trước là có mèo bắt đầu từ sớm, chỉ cần có mèo sớm một cái thôi là chúng ta nó thoải mái liền, thoải mái liền luôn. Còn bây giờ thì mèo nhưng mà phải có sớm và có đôi mèo thì may ra chúng ta mới dễ thở, chứ còn không thì một con mèo hoặc là theo kiểu là đôi mèo trễ cũng không ăn thua. Đôi mèo trễ thật sự là cũng không ăn thua nha bạn. Chịu thôi, cái đó là chúng ta phải chấp nhận cái hiện thực đau khổ đó. Dù có đôi mèo nhưng mà trễ thì cũng không ăn tiền, có đôi mèo sớm thì chúng ta tận dụng luôn, đi cặp luôn, còn không thì thôi. Chứ có đôi mèo trễ đưa vô giống như là kiểu đưa vô cho có vậy bạn. Dù bạn có đông hơn người ta bạn cũng không giết được người ta, kiểu như vậy. Mèo nó yếu, yếu lắm. Rồi đó, hôm qua mình mới nói không, trước khi nhà phát hành công bố là mình đã nói là cái vấn đề gọi là cái bản gì, cái event 10 năm của cái game này thì nó quá trời luôn, quá trời luôn. Cơ bản là giờ chúng ta sẽ có rất nhiều skin được nhận miễn phí nha bạn, được nhận miễn phí nha, hoàn toàn không tốn bất kỳ đồng nào. Còn những cái quà tặng mà có phải mở rương thì cái đó chúng ta không nói tới. Anh em nào muốn mở thì mở, anh em nào không mở thì nghỉ. Chứ còn còn mình chỉ nói tới cái quà tặng được tặng free thôi. Free là mình sẽ có đăng nhập từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 10 thì phải. Đăng nhập bạn sẽ gọi là đăng nhập lần đầu luôn, bạn sẽ nhận được một cái gọi là kêu bằng cơ bản, một cái khung. Với lại một cái skin nho nhỏ vui vẻ thôi, nhưng mà cái này chưa ngon, nhưng mà cái quà kỷ niệm mới ngon. Xếp hạng á, bạn chơi xếp hạng á thì bạn sẽ có
kiểu như có nó có cái nhiệm vụ, nó có cái nhiệm vụ bạn chơi xếp hạng á, thì bạn hoàn thành các nhiệm vụ á, thì nó sẽ có nhận được cái skin. Mấy cái skin này cũng là một trong những skin hot một thời, hot một thời nha, tại cái này là những skin cũ đem lại, nói vậy luôn chứ không phải skin mới, nhưng mà skin cũ đem lại. Rồi thêm vào đó nữa là sao, cái avatar hoặc là cái hành động á, thì nó check in là bạn chỉ cần đăng nhập là bạn sẽ nhận được avatar khung, hình động rồi đủ thứ hết. Nói chung là nhận được rất là nhiều, từ skin tới là avatar khung bàn cờ với lại kỳ thủ luôn, đầy đủ hết, tất cả đều có thể nhận miễn phí nha. Còn cái lúc mà mở rương á thì mở rương thì nó sẽ tăng tỷ lệ của bốn cái loại hộp, nó sẽ tăng tỷ lệ xuất hiện của bốn loại hộp, nó sẽ xuất hiện tối thượng bốn loại này đều tăng tỷ lệ lên 100% xuất hiện, gọi là tối thượng skin tối thượng 100%. Này nói lại luôn là 100% này không phải là 100% của thi kiểu là mở là ra nha, không phải nha, 100% này là 100% kiểu giống như là của nó đó. Ví dụ như giờ cái skin tối thượng ở trong cái rương đó thì nó sẽ có tỷ lệ ra xuất hiện là 1% đi, 1% bây giờ tăng 100% là nó sẽ thành 2% nha bạn. Đó như vậy chứ không phải là tăng 100% là mở cái là ra đâu nha bạn, không phải vậy nha. Không phải vậy nha, cho nên anh em hiểu cho kỹ, để nhiều lúc anh em mở xong anh em không ra, anh em lại lên anh em nói đồ lỗi game đồ các thứ. Rồi thêm nữa là sẽ có được phát phiếu giảm giá rất là nhiều. Phiếu giảm giá này thì mình đa phần chúng ta sẽ phiếu giảm giá combo hoặc là phiếu giảm giá một rương. Một rương, một một rương này thì bạn cũng phải sử dụng thêm khá là nhiều cái key nữa. Ví dụ như giờ nó sẽ cho bạn khuyến mãi 2 key, 2 key mỗi rương 10 key thì bạn phải có tới 8 key nữa để sử dụng mở một rương. Nhưng mà mình thấy không ngon, cái giảm này là cái giảm vàng nó sẽ ngon hơn, là giảm 20% của combo 10. 20% của combo 10 là sao? Là 10 rương thì bạn cần phải 100 key, 100 key. Xong như bạn có phiếu giảm giá này thì bạn sẽ chỉ cần có 80 thôi, bạn sẽ mở được 10 rương. Mình đánh giá rất cao cho bạn, 8 key mở được 10 rương. Thì thí dụ giống như là bạn đi 4 gọi là 50 rương đi, 50 rương thì bạn chỉ tiết kiệm được khoảng 10 rương. 50 rương thì bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 10 rương. 10 rương là rơi vào đâu đó cũng 5 xị rồi nha bồ, 5 xị rồi đó, chứ không phải đùa đâu nha. 10 rương cũng phải rơi vào đó 5 xị, 6 xị rồi đó. Thợ tiền rương thì không tính rồi, chỉ tính tiền mở chìa khóa thôi. Chìa khóa thì nó hơi mắc tiền, nó phải tốn tiền á. Nhưng mà nói chung là nếu mà 50 rương thì bạn lời được 10 rương là ngon rồi. Bạn chỉ cần ra một cái tối thượng thôi, 50 rương một skin tối thượng bù đủ cho bạn lời luôn, lời luôn nha bạn. Nhưng mà tùy theo cái lời ít hay lời nhiều, tùy theo cái chất lượng của cái skin đó. Cái chất lượng thì sao, nó có thiên sang bất khổng, thiên sang bất khổng là rất là tèo luôn, tỷ lệ nó thấp dữ lắm, tiền nó cũng thấp nữa. Người ta mua, người ta thường người ta mua là bạch bích vi hà với lại là bơ phẹt trở lên, chứ còn thiên sang bất khổng thì người ta ít có mua lắm, tại vì nó hơi trầy. Nhưng mà nếu là mình mà mình một thằng không có tiền, giống như mình một thằng không có tiền thì mình dẫn vô mình sẽ coi bạch gọi là thiên sang bất khổng trước để làm gì. Thiên sang bất khổng nó trầy nhưng mà có nhiều skin trầy nó đẹp hơn là bơ phẹt nha. Có nhiều skin nó trầy đẹp hơn cái bơ phẹt nha bạn. Giống như là cái skin con gì quên rồi ta, con gì mà máy móc á, quên mất mẹ bây giờ không nhớ. Con đó là con Sarac Laser hay là con gì đó, Doom hay là cái gì đó. Tóm lại là mình sẽ có một cái skin máy, Workman hay là cái gì đó. Nhưng mà bạn thấy không, máy móc mà nó bóng loáng á, nhìn nó không có đời. Còn bạn thiên sa bách khổng của cái skin đó, nó sẽ trầy trầy bên đây chút, trầy trầy bên kia chút, nhìn nó đẹp lắm kìa. Tóm lại là mình cảm giác giống như nó đời hơn, nó thật hơn chút xíu, nhưng mà giá lại rẻ hơn gần như là gấp đôi. Bạch bích vi hà với lại bơ phép là giá nó cao hơn thằng kia gần như là gấp đôi luôn. Thấy không? Cho nên là nếu là mình á, mình bỏ tiền ra mình mua thì mình sẽ mua cái thiên sa bách khổng cho nó đời, với lại sao có skin mà nó rẻ là tốt rồi. Anh em vô anh em mua, anh em đừng hỏng ít mà anh em ít tiền anh em đừng mua, làm gì anh em kiếm thằng nào bán mấy cái thiên sa bách khổng rẻ rẻ đó, húp liền, húp vội liền cho anh.
Húp vội liền. Rồi bây giờ đưa đồ vô cho Heaven Bomber gánh thôi, chứ bài này đi Goblin nghe có vẻ tèo quá. Nhưng mà không sao, yên tâm. Nếu là bài đã đi được Goblin rồi thì mình sẽ đi được, phải không? Mình sẽ kéo hết sức có thể luôn. Wow, dạo này thiếu ngủ quá. Thiếu ngủ quá, không biết sắp tới là có game nhiều game chơi nữa chứ khổ thiệt. Ồ, đã đi làm đã mệt rồi mà giờ về còn thiếu ngủ nữa, mà về sắp tới là có quá nhiều game để chơi nữa. Căng thẳng thiệt. 24 tháng 10 ra City Skyline 2 rồi. 24 tháng 10 ra City Skyline 2 là mà thấy là sắp tới là cũng phải cày thành phố mới rồi. Quá ngon rồi. Nhưng mà bây giờ không có thời gian chơi là cái thứ nhất, cái thứ hai là sao? Nó còn có cái kêu bản gì quên rồi. Hứa livestream cho các bạn chơi xem nữa mà giờ không có được thời gian mới tục tui chứ khổ thiệt. Nhưng mà thôi chắc là tới đó cố gắng một hai ngày cuối tuần rồi đó chơi với anh em. 24 tháng 10 là cũng sắp tới rồi, còn mười mấy ngày nữa thôi. Mình đã mua sẵn game rồi, bây giờ chỉ chờ trời tới lúc mình nó cho đau, bây giờ là đau về liền nghe là có thể chơi được rồi. Không, nói chung thì chúng ta cũng cơ bản lâu 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 cả năm nay luôn, mà tính ra cả năm nay có đâu có nhiều game để chơi đâu. Tính ra cả năm nay đâu có nhiều game để chơi đâu, cơ bản là cuối năm nó mới ra một số game. Cuối năm nó mới ra một số game đáng để bỏ tiền chơi. Đáng để bỏ tiền chơi. Chứ còn mấy cái game kia bỏ tiền chơi kiểu giống như nó không, kiểu nó hơi phí thôi. Nó không đáng giá với cái đồng tiền mình bỏ ra lắm. Cuối game cuối năm thì mình sẽ thấy có một cái số game mà cũng khá là nhiều người chơi với lại kiểu như quan tâm, rồi thêm nữa là cũng là bản mới mình cũng thích nữa, cho nên là mình cũng đã đặt cọc trước lâu lắm rồi. Có những game mà đặt cọc trước mà có khi là cọc trước 2 năm luôn á. 2 năm luôn, wishlist 2 năm xong rồi tới reorder 6 tháng. Wishlist 2 năm reorder 6 tháng là như 2 năm 6 tháng bạn mới được chơi, trời đúng kiểu tục luôn. Nhưng mà đầu năm sau lại bắt đầu có rất nhiều game để chơi, tuyệt vời. Đỡ không à, cái mấy cái đợt Tết á, trời ơi mình thích nhất là cái thời gian mà Tết. Cái thời gian mà Tết thì mấy bạn biết rồi đó, nếu mà Tết mà theo kiểu mà cái dạng mà cơ bản mà bạn thấy Tết mình dọn dẹp xong rồi đó. Thường thường là ngày mười mấy là học sinh được nghỉ, là mình dọn dẹp xong rồi phải không? Cái là bắt đầu mở máy lên, cái thời tiết ra nó mát nữa. Nó mát nữa, mà không khí Tết nữa, vui lắm. Sáng ở nhà chơi game suốt tới chiều, chiều cái bắt đầu xách xe ra đường đi chơi với bạn bè, đi chợ hoa, chợ bông đồ này kia đó. Trời, cái Tết nhớ hồi đó đi học là vậy, cứ nghỉ đi học một cái là dọn dẹp nhà xong cái bắt đầu là vô ngồi lên máy chơi game, chơi suốt luôn. Mà hồi đó chơi mấy game mà nó ghiền 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 á, chơi suốt luôn mà đã cái tối là đi chơi, làm y dậy cái ngủ giấc, sáng dậy tiếp tục y như cái guồng quay đó nữa, phải không? Không có lo lắng gì tới cái việc là bài tập. Có cái thời gian mà biết sao nó không biết thầy cô học đâu ở cái strand là giao bài tập Tết về nhà. Giao bài tập Tết về nhà, phải không? Giao bài tập Tết về nhà mà cơ bản là bạn biết không? Cơ bản là bạn biết không? Là ai đâu mà làm. Mình là mình không làm. Xin lỗi thầy cô chứ hồi đó em không có làm. Tết mình bận nhiều thứ đó bạn không? Tết mình bận rất nhiều thứ, không có thời gian đâu mà làm. Dù có nghỉ một tháng hay hai tháng thì cũng thế thôi. Chứ đừng có nói chi nghỉ có khoảng 20 ngày, 30 ngày đâu, không có cơ bản. Dọn dẹp hết 3-4 ngày rồi. Ngày nào cũng phải dọn dẹp chứ, bụi mà nhà ở nguyên một năm nó bụi bặm nhiều. Dọn quét rồi này kia, rửa hồ cá, rồi rửa sân, rồi này kia, chuẩn bị đón Tết mà. Xong rồi lâu lâu sẽ sơn lại cửa, đồ này kia nữa, đó. Dọn dẹp Tết xong mất hai mấy ngày, 25 là đi tảo mộ ông bà rồi. 25 đi thảo mộ bà, 26, 27, 28 buổi tối là phải đem quà đi biếu biếu bên ngoại, bên nội, chú bác cô dì đúng không? Rồi bạn bè cũng đâu thể nào bỏ được. Bạn bè tới là toàn là chén chú, chén anh, chén em, mà cái là chút xíu là về đâu có chuyện, đâu có thể mở mắt nổi đâu làm bài tập. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì làm sao làm bài tập được đúng không?
Mùng 2, mùng 3 là sao? Tết ông, tết bà. Mùng 3 tết thầy. Mình đi tới nhà thầy cô sao? Nhậu phát nữa. Có thở kịp đâu. À, mùng 5, mùng 6, mùng 7 là sao? Là thường thường cái thời gian đó là sao? Ông bà đi chùa. Ông bà ở nhà lớn tuổi hay đi chùa, ba mẹ hay đi chùa rồi này kia, đi đi núi, đi du lịch. À, nhà mình thì cũng hàng năm cũng có cái thông lệ đó là sao, kiểu như mình trẻ nhỏ thì mình không đi, nhưng mà ông bà lớn tuổi với ba mẹ thì đi du lịch chơi vui vẻ, đi đi miền Tây hay đi đi đâu đó, đi chơi vui, tham quan đồ này kia, Tết mà đi vui. Đó, xong rồi cái ở nhà của mình thì sao, phải là cơm nước đồ đủ thứ hết. Rồi cái tới mùng 6, mùng 7 là bắt đầu đi học lại rồi. Thời gian đâu làm, thời gian đâu làm, toàn là chép không à, toàn là chép không à, đứa nào rảnh lắm làm đi, yên tâm mày làm bài tập Tết đi, cho tao mượn sớm tao chép được rồi là mày giống như vua vậy đó. Mỗi ngày vô là ở trên bàn mày sẽ có bánh có nước, yên tâm, ở trên bàn mày sẽ có bánh có nước. À, mỗi vai đúng không, mỗi vai không có đứa bóp vai luôn, cử em gái ra bóp vai liền. Còn nếu mà con gái làm không, cử hai chàng đẹp trai ra bóp vai liền. Em cứ làm đi, làm bài tập đi rồi cho mấy anh mượn chép. Cơ bản vậy luôn mà. Thoải mái lên, muốn ăn cái gì, bánh tráng hay là cái gì cũng có hết, miễn là cho tao mượn bài tập chép là được rồi, yên tâm như vua. Như vua luôn. Xong rồi cái bữa hổm mình thấy ở trên TikTok có cái thầy giáo, cô giáo hay gọi là với lại ban giám hiệu nhà trường thì sẽ đi gọi là kiểm soát cái tình trạng là gọi là kêu bằng gì ta, kêu bằng là an toàn ở trong trường là sao, là lục hay gọi là kiểm tra tập chứ không phải kêu bằng lục cập nha, nó cũng hay không hay, nhưng mà mình gọi thẳng là lục cập học sinh để coi nó có đem điện thoại hay là vũ khí gì vô trường hay không. Cái này cũng bình thường. Cái này cũng bình thường. Hồi đó mình đi, lúc mình đi học mười mấy năm trước là đã cũng có chuyện đó rồi, là cũng kiểm tra điện thoại, tại không cho mang điện thoại vào trường, rồi không cho mang gọi là cái gì mà mấy cái đồ mà giống như dao gọt giấy cũng không cho luôn nha bạn. Tất cả những cái đó có thể gây làm thành gọi là kêu bằng hung khí, cho nên là không có đem vào trường được. Ok, nhưng mà cái điện thoại mà biết không, làm sao mà không đem được. Mấy thằng con trai cũng phải nhắn tin với bồ, mấy con nhỏ con gái nó cũng phải nhắn tin với bồ nó, có khi ở chung lớp với nhau nó còn nhắn tin với nhau nó, mà nó không thèm nói chuyện, ngồi trong lớp nó còn nhắn tin với nhau đâu, mà làm sao mà không có điện thoại được, đúng không? Giờ mình khẳng định với các bạn luôn là hồi đó thầy cô có kiểm cỡ nào kiểm trong trường vẫn đầy điện thoại. Cỡ nào cỡ trong trường vẫn đầy điện thoại. Tại sao? Mình thích thì mình cho kiểm, còn mình không thích thì mình leo tường vô. Tôi không đi, thầy cô đứng trước cổng kiểm thì tôi leo tường vô thôi. Bình thường. Xong rồi cái nói mấy đứa trước khi tụi nó vô cái bị thấy có thầy kiểm rồi, cái nhắn tin hỏi mày đang đâu vậy, nó nói tao đang đi sắp tới trường rồi chi vậy, mày tới lẹ lẹ đi, tao đưa điện thoại mày mày nhảy vô đi chứ có người đứng kiểm. Rồi cái nói rồi chờ tao xuống. Mình chạy tới chỗ xong rồi cái mình thấy tụi nó đứng đằng trước bốn năm đứa nhỏ gái vậy đó, cái nó rồi đưa điện thoại đây bỏ cặp, cái mình chạy ra rồi bay dắt xe tao vô gửi xe đi. Cái tụi nó mấy nhỏ gái dắt xe mình vô gửi xe, xong rồi mình đi đi vòng ra sau ngay chỗ cái khúc đó là nó có cái phòng kho, phòng để đồ thể dục, phòng để đồ thể dục như là đệm nè, lưới bóng chuyền nè, lưới gọi là mấy cái bóng rổ, là khung thành bóng bóng đá nè, thì nó có một cái kho ngay đó. Cái kho ngay đó thì nó sẽ có một cái cây bàn nó nằm ngay kế bên cái kho. Hàng rào thì trường mình cũng khá là cao nha, phải cao hơn đầu mình một một sợi, chắc cũng phải được cỡ tầm hơn 2 mét. Hơn 2 mét, giờ là bên trên là có cái cây sắt nữa, cao lắm. Nhưng mà bây giờ ở bên ngoài á ở bên ngoài ra trường hay sao thì cái cây nó mọc mà. Cái cây nó mọc mà, leo lên cái cây. Leo lên cây cái mình nhảy vô trong, mình nhảy vô trong mình lên cái nóc của cái kho. Lên cái nóc của cái kho, mà ở trên nóc của cái kho thì bởi sao là nó có sẵn ghế hay là thang ở trên đó luôn. Mà cái kho đâu có cao lắm đâu bạn, tính là cái kho đâu có cao lắm đâu.
xong rồi mình từ trên kho mình phi thân xuống một cái là xong 5 giây. Cái chỗ đó cũng là cái chỗ mà tôi gọi là thích thì đi ra cũng được luôn đó. Thích thì đi ra thì nó hơi khó hơn đi vô chút xíu, tại vì cái cây nằm ngoài. Ở cây nằm ngoài nó cái cây này nó nằm ở ngay cái góc đó thì nó khó leo lên. Nhưng mà bên ngoài đu lên cái cây á thì rất là dễ. Ở bên ngoài đu lên cái cây thì rất là dễ. Còn ở bên trong leo lên cái cây thì nó hơi nhẵn, nó cao, khó leo. Nhưng mà muốn thì vẫn được. Sau rồi cái bị lâu lâu cái mấy ổng gọi là biết bài, mấy ổng đứng ngay chỗ cái kho đó ông chờ. Thầy giám thị đứng kho chờ. Mình ghét mình nhảy lên nóc kho nằm trên đó luôn. Giờ tôi với ông nè, ai nhây hơn? Giờ tôi với ông ai nhây hơn biết à. Giờ nằm trên nóc kho đây, giờ nằm im đây luôn, không nói tiếng nào. Ông chờ hoài không thấy xuống mà, ông chờ hoài không thấy xuống, ghét bỏ đi cái mình nhảy xuống thôi. Mình nằm im trên nóc kho luôn. Giờ tôi nằm im trên đây đâu có làm gì đâu, thoải mái mà. Ở trên thì có cái tán cây bàn nó mát mà, có nhăm nho gì, thích tôi nằm đây tới chiều cũng được luôn. Đừng mưa thì thôi. Mưa thì hơi hơi ấy chút xíu, mà tôi không tin là mưa mà ông vẫn đứng đây ông canh. Cho nên là hồi đó là trường mình là đa phần là kiểm vậy thôi, chứ kiểm cho vui vậy thôi chứ có bắt được con mẹ gì nào đâu. Lâu lâu với sao tụi nó còn rủ nữa. Tụi nó còn rủ nó nói lớp này bạn tao, nhỏ này bạn tao, bên kia vô mày đem điện thoại vô giùm để mất công đi về trường bị bắt đúng không? Rồi đưa tao. Đứng đây chờ khi nào đầy cặp tao lên một lần luôn. Ở trong túi đó mà cái bữa đó mà mình nói thiệt luôn, mình ôm cái túi lúc mà gọi là cái thời kỳ đỉnh cao quá nha, mà nhiều đứa nó còn nhờ mang điện thoại vô á nha. Mình nói thiệt cái lời thời đó mà mình ôm cái túi đó đi thì cũng phải bèo nhèo cũng phải trên 200-300 triệu. 200-300 triệu nha bạn. Cái thời mà iPhone 6, iPhone 7 mà nó còn mắc tiền nữa mà biết, mà trường mình mấy nhỏ gái mà cũng xe xua dữ lắm. Thứ dữ không iPhone không nha. Còn tại sao iPhone là cái xài bình thường, một cái nhắn tin nữa là hai cái. Nhắn tin thì 1280 Nokia rồi này kia thôi. Mà đó xách ở trong túi 6-7 cái iPhone 7, iPhone 6, 6-7 cái, 8-9 cái gì, một đống luôn đó, rồi một điện thoại nhỏ nhỏ nữa. Mình nó thì xách lên đó phải 30-40 kg. Chất đầy trong đó luôn mà. Nguyên một trường luôn thì bây giờ này có thằng nào leo đó thì leo. Cũng có phải, không phải một mình leo đâu, cũng nhiều thằng leo lắm, nhưng mà hiểu không? Bắt được thằng nào, tụi nó vô rồi, tụi nó đâu đi ra nữa. Tụi nó vô rồi, nó đâu đi ra nữa đâu, cho nên là tụi nó vô rồi cái là trúng ngay gặp mình, đang có một đám đứng đó, cái thôi đưa hết cho mình, xách lên luôn. Mà xíu nữa là thôi luôn, tao mà đi luôn thì tụi bay biết ai mà đòi. Tao mà đi luôn thì mày biết ra lấy đâu mà đòi. Ủa, tôi nói tôi không lấy à, tôi không có nhận nha, tôi không biết gì đâu à. Tôi đâu biết gì đâu. Đi luôn cái lần đó giàu mẹ luôn rồi. Giờ đâu có cần phải đi làm chi khổ nữa. Cái thời gian đó mà có 200-300 triệu mà theo kiểu mà tiền làm vốn mà chắc là thôi. Bây giờ thành đại gia của mẹ rồi. Nhớ lại hồi đó đi học đúng kiểu nhây luôn á. Mình nói thiệt với bạn luôn á, là mình thuộc dạng là quậy dữ lắm luôn á. Quậy dữ lắm luôn nha. Trường khắc khe cỡ nào cỡ, nhưng mà mình thích là mình thích là mình ta không chơi. Úi da, mình lên được 3 sao luôn. Ui, cái bài chất lượng dữ vậy trời. Bài này đi Goblin chắc chết. Còn có 2-3 máu bạn ơi. Nãy giờ nói chuyện chơi chơi cho nó qua thời gian, chứ nãy giờ thì đúng là kiểu là cái bài nó no hope vãi đái. Thằng này đi full demon. Ôi, thằng này đi full demon mà nó có phantom win luôn. Thằng này cũng thuộc dạng cha chú chứ không phải dạng dừa. Hèn chi có chuỗi luôn à. Rồi 10 máu giờ bạn biết gì không? Xả tiền thôi. Tới lúc quan trọng rồi. Bây giờ là tới lúc quan trọng rồi nè, xả tiền thôi. Đây rồi. Ok, từ từ nha. Lấy con này ra thì cũng vẫn xấu, đây này vô đây, đỡ này ra đây. Ok. Cơ bản bây giờ đội hình này sẽ thắng không? Bạn nghĩ đội hình này thắng không? Bạn thử nghĩ đội hình này có thắng được không? Chắc là không thắng được rồi. Xoay tiếp kiếm máy bay thêm.
ký máy bay thêm rồi còn đưa vô đội hình nó còn tới công chuyện. Chứ bây giờ để hai con visa ở đây nó không có ăn tiền nha mày. Đội hình này có thắng đâu, mình cái bây giờ mình là dạng là chót bảng rồi. Ở trên mình thì có hai thằng yếu nữa, chứ còn mấy thằng yếu hơn là nó chết hẳn rồi. Phải, nhưng mà hai thằng yếu hơn mà nó còn sống được á, thì mình còn may ra. Mình mới gặp thằng top 1 đây không, khả năng mình gặp top cuối rất là cao. Thì mình có thể thắng, mình chỉ cần thắng đúng một trận thôi bạn. Duy nhất một trận thôi. Mình chỉ thắng đúng một trận này thôi là mọi thứ nó trở nên đơn giản rất là nhiều rồi. Chỉ một trận thôi, nhưng mà có bơm 2. Bây giờ nhưng mà có bơm 2 thì có, nhưng mà phải gặp thằng ở cuối cuối nha. Gặp thằng đầu bảng hoặc thằng nhì bảng có thể chết lắm á. Nhưng mà thằng nhì bảng mới level 8 thôi. Thằng nhì bảng nó mới level 8 thôi. Nếu mà cần thiết đừng gặp thằng đầu bảng thôi. Thằng đầu bảng gặp rồi, nó có dấu tích rồi thì chắc chắn là không gặp lại rồi. Gặp thằng mà ở trên mình đi, gặp thằng 20 máu là ngon nhất. Mình trên cơ nó, mình có 5 tiền 2 sao, mình có đội hình goblin. Ok. Chắc chắn mình chỉ cần thắng đúng một trận thôi bạn. Một trận duy nhất, một trận duy nhất là thành danh luôn. Một trận duy nhất là thành danh luôn. Không không cần phải đánh nhiều không? Duy nhất một trận thôi là thành danh từ cổ chí kim luôn. Nó lịch sử là không thể nào quên ơn luôn á. Đúng rồi, đúng rồi, thằng 20 máu mà. Gặp đúng thằng 20 máu mà bạn thấy không? Mời đất ơi, như vậy thì đúng rồi. Cái này là thời tới cản không kịp. Anh em không? Cái này là gọi là làm sao? Thiên mệnh anh hùng. Thiên mệnh anh hùng. Đúng chưa? Rõ ràng. Rõ ràng. Rồi. Giờ xoay. Trời ơi, xoay cái nó coi nó ra gì. Kiếm hồn ngon nha bạn, lấy kiếm hồn luôn nhưng mà bỏ con mèo ra, mình không có cần hai con mèo một nữa. Đúng rồi, mình đưa lấy kiếm hồn hai, kiếm hồn hai ngon khỏi phải bàn, lấy con bơm luôn là hợp lý. Bây giờ cho tao gặp thằng 7 máu đi, hồi nãy gặp thằng 5 máu đúng không? Ô hồi nãy gặp thằng 7 máu, bây giờ cho gặp 5 máu đi. Cho tao gặp 5 máu, thắng thêm một trận nữa là được. Chưa có máy bay, có máy bay thì tính. Có máy bay ngon bạn, đưa hết đồ cho con này luôn. Lấy cái đồ phép cũng được các bạn, con kiếm hồn này nói chung là cũng xài được á. Hên xui. Gặp thằng 5 máu đi. Còn hai thằng kia nhiều máu thì cho nó từ từ đi thì gặp cũng được. Ui cha, gặp mẹ thằng này nhì bảng luôn à. Để coi thằng nhì bảng này sao. Ui thằng nhì bảng này húp mình có tới hai con 5 tiền 2 sao nha bạn. Mình nói rồi, mình chỉ cần thắng một trận thôi là nó khác liền. Nó khác liền đây nè, đó. Mãnh Minh Hồn đá ma pháp lấy búa xét luôn chứ nhờ. Đúng rồi, búa xét luôn, lấy gậy gỗ để vô luôn. Đúng rồi, sao tuổi trời, con ngựa này tuổi gì, con ngựa này tuổi gì, với lại con này ngựa ba hôm qua tao còn gặt chết chứ đừng nói chi ba ngựa hai này tuổi tuổi tôm nha. Cái ba ngựa này tuổi tôm. Ok, tiếp tục là cái xoay miễn phí. Bây giờ xoay miễn phí có bơm có máy bay rất ngon nè. Bây giờ bạn biết sao, có mèo luôn. Khoan đã, từ từ nha. Bây giờ để vô thì bây giờ chúng ta mua con mèo vô nghe cũng hợp lý nè. Khó khăn đấy, tại tại bây giờ mình đang cần phải có một số quyết định nó quan trọng. Bây giờ có nên là chơi mèo hay không, bỏ goblin. Tại giờ chúng ta có cặp bơm. Chúng ta có cặp bơm mà bạn hiểu không? Cặp bơm này mà để vô là thành ba bơm. Ba bơm hai, ba bơm hai là chí giả lắm nha bạn. Đội hình bên kia thì tụi nó đi đi mình, thằng này đi nước mình đi mình thì khó nha bạn. Thằng này đi mình thì khó, tại vì nó đánh nó bỏ qua giáp mà. Nếu mà nó đi đi mình đó thì bạn biết rồi, cái giáp đâu ăn thua với nó. Vậy thôi đi mèo đi, húp thằng đầu bảng cái chuỗi nè, thấy chưa? Húp thằng đầu bảng cái chuỗi, đương nhiên bây giờ chắc vẻ đi mèo hợp lý. Không đi mèo bạn ơi. Pha này chắc ăn là vậy, chúng ta bán con này đi trước cái đã, để máy bay vô rồi chúng ta để mèo vô, để chúng ta có hai mèo. Giờ tôi để bơm hai vô. Để bơm hai chúng ta sẽ lấy con chết cha không ấp 10 xả tiền ấp 10, xả tiền ấp 10 nghe có vẻ hợp lý. Xả tiền ấp 10 nghe căng, dừa niêm để vô ngon. Ngon ngon ngon. Rồi đằng sau nó có con nào đúng không? Mẹ lấy luôn con kia ra thì nó mất 6 mét. Lấy assassin ra để con mèo vô cũng ngon, nhưng mà thôi. Lấy để con assassin một rồi cũng được. Kể là hàng sau nó câu thêm cho mình xí thời gian nữa.
bơm ba con bơm hai nha bồ, ba con bơm hai này nổ là tới công chuyện đó, chứ không giỡn đâu đó. Đau chưa, đau chưa, đâu phải đùa. Đúng rồi, hay, bỏ goblin luôn bạn, bỏ goblin luôn, không có nhầm nhò gì tới mình đó. Ok, bình thường, bình thường. Bây giờ nếu được thì có thể bỏ mèo vô thành cặp mèo, rồi thành ba con đó thì cũng nhiều, nhưng mà nó không ăn thua bạn, mèo một không đồ thì cũng thế. 6 mét là phải giữ, 6 mét phải giữ nha, thắng có cái xoay miễn phí được, 6 mét là phải giữ, goblin thì bỏ được, ok. Trời ơi, mình phải có quyết định chứ, bây giờ mặc dù là chơi goblin là ngon, có giáp, có kháng phép và hồi máu, ok. Ủa, hình như là có không có kháng phép phải có giáp thôi thì phải. Thì có hồi máu cũng ok, nhưng mà không, bây giờ chẳng ok lắm. Bài cơ cơ bản bài này chúng ta đi si vét, chúng ta đi hiệu ứng mèo là nghe hay hơn. Nó cục quá này. Vậy nó cục quá. Áo choàng ma pháp, rồi chà, áo choàng bây giờ nó có ra cái gì đà. Trời đất ơi, thôi cậy lấy cái hắc xịn luôn. Lấy cái hắc xịn luôn, tại sao lấy cái hắc xịn này, nó lại quan trọng. Cái hắc xịn này nó sẽ có nhiều câu thì nhiều thời gian thêm á. Ok, được. Đồ đạc hơi chán. Ôi trời ơi, có bơm nữa, bơm này bơm ba rồi. Bơm này bơm ba chắc rồi, đó. Mua kiếm hồn vô, hai kiếm hồn hai nữa. Bơm ba để hai con kiếm hồn hai vô thành ba con kiếm hồn hai thì nó lại càng ngon nhỉ. Nghe cũng thú vị đấy, tiền mình vẫn còn 10. 10 thì nếu mà hết trận thì 15 thì cơ bản là chúng ta cũng mua được một chút. Ngủ dữ vậy. Uống nước cho tỉnh táo rồi, còn 10 máu sao buồn ngủ dữ vậy. Mà 10 máu là phải càng tỉnh táo. Để làm gì, để còn cố gắng vực dậy. Ồ, hay quá. Không, kiếm hồn phải dậy thứ tốt lắm bạn ơi, mình nói thiệt, kiếm hồn rất là ngon. Đó, thấy chưa? Tiễn này về nước luôn. Trời ơi, 24 máu lên đường. Tưởng gãy luôn rồi chứ, xoay cái nữa nè, đúng rồi. Mèo 2, kiếm hồn 2. Ôi ôi, bây giờ mà lấy con này ra để con kiếm hồn 2 vô cái thành ba con kiếm hồn 2. Nó lại tuyệt vời quá nha. Ồ, nó lại tuyệt vời quá luôn á chứ. Đúng không, lấy con Soundwrecker ra rồi, nhưng mà thôi không thích, vậy đủ thắng rồi bạn ơi, chơi tàn nhẫn quá mà lại không hay, phải không, cứ im vậy thôi mà chơi. Để vô nè, con kiếm hồn hai để vô đây thành hai con kiếm hồn hai là phải ngon không, là chúa tể cũng ngon luôn, hoặc là để nếu không thích để máy bay vô cũng được, nhưng mà thôi không thích, mình lên bơm ba đi rồi mình tính. Trời ơi, nó lại quá ngon bạn ơi, nó lại quá ngon luôn. Bộ này không goblin nhưng mà có mech, có civet chắc cũng bù, chắc cũng bù được. Bây giờ gặp thằng đầu bảng là mình gặp đầu bảng chết liền, gặp đầu bảng chết liền tại chỗ luôn. Ui, nhưng mà thằng này có doom, thằng này có doom, nó có thể doom những cái con mà đặc biệt ghê của mình đó. Thua nè, thấy chưa, thua mà. Ok, cũng ghê đấy, mày húp được cái chuỗi của tao thì mày cũng thuộc dạng da trâu đấy con. Đây rồi, máy bay hai mèo á, mèo không thèm luôn các bạn, mình nói thiệt, mèo mình không thèm mua luôn, mình không thèm lên 2 sao luôn, lên 2 sao làm cái chó gì. Thằng đó chín quơ mà sao nó thắng được mình, bài đó chín quơ mà nó thắng được mình, nghe hơi xạo chó thiệt luôn á, vô lý. Vô lý, đó là chuyện hoang đường. Không lẽ gì phải để kiếm hồn hai vô đây nữa thành ba kiếm hồn hai ra, trời ơi, vậy thì nó lại sai với lời hứa rồi. Lời hứa nãy là không 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 chơi kiểu vậy, để cho đối phương có cơ hội, mà bây giờ coi chừng là nó húp vô cái, nó gọi là cái cơ nó vô mặt mình, chứ cái hội không thấy đâu quá chứ. Căng 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 căng. Không, thằng này thì được, thằng này thì dễ rồi, này dễ trị rồi, bài này dưới màu bài mình rồi, không không cần phải an toàn, không phải không ăn thua lắm, chỉ sợ kia thôi. Ok, ngon, ngon lành liền, ngon lành liền. Thằng đầu bảng thì thắng mà thằng nhì bảng thì lại thua, mình đúng kiểu là cũng hơi khó chịu. Trời đất ơi, bài gì nhỉ. Ôi thôi, thôi thôi, nghỉ nghỉ nghỉ, bán hai con mèo đi đi, đừng lên mèo hai làm gì, dành tiền chút xíu đi mua ba cái máy bay vô. Trời đúng kiểu là chạy đua vũ trang luôn á. Bây giờ nếu mà thích thì có thể lấy ra để ba máy bay hai vô bắn cũng ngon, mình lại không thích.
Mình lại không thích phải không? Cơ bản à, ngủ kiếm trời người ta nghĩ là chơi hết trận rồi à, mà chơi hết trận nữa chứ giữa đường đi ngủ hết trời. Hiệp 35 rớt đồ gì mới là quan trọng. Hiệp 35 thấy vậy chứ cũng ấy lắm mà. Hiệp 35 nhiều khi cũng là cái quyết định của cái trận đấu này. Không, thằng này thì mình ăn được, thằng này chết rồi. Thằng này thì coi như người chết rồi bạn. Vậy sao ta bây giờ vậy thì cũng được á, nhưng mà con bơm mình lên 3 sao đi, xong rồi ta để hai con kiếm hồn vô nghe có vẻ hợp lý hơn á. Ồ, nghe có vẻ hợp lý hơn nha. Không, nói chung là cũng không không tới nỗi là thua đâu bạn. Mình chỉ cơ bản là bây giờ mình còn 3 máu. Không, cái này trận này còn 3 máu thì không có thua được bạn, chết luôn. Thua gì nữa, chết hẳn luôn. Má tộc dữ trời. Ngủ ngủ cái gì mà buồn ngủ dữ vậy trời. Tới khúc cuối rồi, bây giờ chờ mỗi trận hiệp nó lâu tới mức mà không có chuyện làm, nó bắt đầu là nó gục lên gục xuống. Ok, nhảy gỗ, trời đất ơi, rớt đồ cũng hay đấy, rớt đồ cũng hay dữ đấy. Rồi, xin lỗi chứ lấy cái giáp xoay là hợp lý quá rồi bạn, chứ chạy đâu nữa bạn. Thật sự luôn, cái giáp xoay là quá hợp lý rồi. 3 món trấn phái nè, bây giờ đưa hết trấn phái cho con kiếm hồn đi. Bơm ba rất ngon, bơm ba rất ngon. Rồi bây giờ để kiếm hồn 2 vô đó, đưa hết đồ cho kiếm hồn là quá hợp lý luôn rồi. Cái này cơ bản là chúng ta sẽ gọi là ok, con này là đưa cho bà. Ok. Sao nhỉ, còn có mèo nữa, bây giờ mèo ở đâu bán nè, bây giờ mèo mèo ở đâu đây không biết nữa, khổ tâm dễ sợ luôn á. Nè, ba con kiếm hồn 2 cho bạn, ba con kiếm hồn 2 để coi kiếm hồn 2 bên nhảy đâu mất tiêu rồi. Ôi ghê, chặt kìa, ôi chặt kìa, mày quơ với tao hả bạn, mày quơ với tao. Đúng là bơm ba nó đặt nó cấm đánh con bơm của mình đấy bạn, không cho nên là con bơm không thể hiện được hết sức mạnh rồi luôn. Xoay cái nữa nè, trời, 2 mèo, mẹ biết nãy giữ là thành 3 mèo rồi. À, 3 mèo là thành một con mèo 2 rồi, mèo 2 để vô ngay chỗ con sao cơ, bây giờ là thành, ôi giời ơi, combo quỷ diệt. Mặc dù nó không dính nhau tới què gì hết nhưng mà nó cũng cũng khỏe lắm á. 3 máu mà không chết thì bạn, mà mình cũng thuộc dạng lì lì như chó luôn. Mình cũng thuộc dạng rất là lì luôn á. Wow. Khó nhờ, bài toán nan giải nè. Không, qua bài toán mà gọi là hai con này ok. Wow, được không em? Được không? Được chứ nha. Tiễn này về nước luôn nè, 23 máu đi luôn nè, ngon. Rồi, bây giờ thêm một xíu nữa thôi, trận này còn 10 máu, mày 10 máu, tao 3 máu giờ. Thằng này làm gì có tuổi nào với mình bạn, mình nói thiệt luôn, thằng này làm gì có tuổi nào với mình bạn. Mày xin lỗi phép, mày no door, ok, no door. Lẹ lẹ nào, trời ơi, cuối cùng rồi đó, cái trận cuối rồi đó bạn. Cơm bách tổng đi bạn, cơm bách tổng, trời, nó lại ra đồ, thấy ghét thiệt. Mình là mình không có nhường được đâu á, tại vì nhường cái 3 máu là chết thiệt luôn. Ui chà, nó lại được quá nhờ. Dễ thắng dễ trúng thưởng, mình nói rồi, mình mà đi Goblin rồi thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Ok, anh em đang xem, để lại cho mình một like. Ai chưa bấm đăng ký bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình, nhớ comment bên dưới anh sẽ được thả tim. Thì mình nhớ bài đàn 20 game trên Facebook để trợ được tất cả mọi người nha. Rồi, chào mọi người.